Bình thường là em hay sạc pin ở giường hay sạc pin ở đâu? Sạc pin đầu giường. Đầu giường á? Thế hôm nay em muốn sạc pin ở giường hay sạc pin ở trên xe? Bây giờ em đâu có sự lựa chọn. Hả? À thì muốn sạc pin ở trên xe thì ừ, thì thế thôi, mình xuống ghế sau để lấy sạc để sạc. Thế xuống ghế sau thì anh cho mượn sạc. Có dây mà. Dây đâu? Anh mà anh chỗ có dây. Anh có dây. Anh có cả củ sạc luôn. Dài sao mà cắm từ đây ra xuống đấy được? Được, dài lắm. Máy của em có củ cắm còn gì nữa. Nhưng mà nó không có dây. Có, anh có cả dây, có cả củ luôn. Củ sạc. Wow. Làm gì đấy? Mời đẹp. Mời đẹp. Có phải ai à? Hello, đi đâu đây? Hả? Đi đâu đây? Một đồ gì đấy? Giấy á? Mua giấy gì? Một khăn ướt à? À ừ, tình cờ anh mua được khăn ướt. À đây. Anh cũng đi mua khăn ướt. Đây, khăn ướt của em đây. Ừ, hay khăn ướt đây. Anh mua khăn ướt làm gì? Nhưng mà anh nhà anh không thể ướt, anh phải đi mua khăn ướt. Thế bên xong mấy hôm rồi không gọi anh. Hôm em bận. Bận à? Hôm nay đi đâu đây? Hôm nay vừa đi chơi về à? Em đi chơi. Chơi à? Chơi về ai đây? Chơi với bạn. Bạn nào? Bạn là bạn thôi. Bạn ấy có đẹp trai bằng anh không? Không biết à? À thế ngoài ra có em còn mua gì nữa? Anh đi đâu rồi? Trông xinh xắn này. Như em nhuộm tóc đúng không? Thấy sai đúng không? Như nhuộm tóc đúng không? Nọ tóc vàng mày thành tóc đỏ à? Tóc đỏ à? Hả? Tóc đỏ à? Xinh đấy. Thế còn mua gì được không? Mua khăn để kê tí lát kê. Mua khăn để lát kê. Kê vào đâu? À, còn nhầm xin lỗi. Mua kê thôi. Anh nhầm, lầu anh nghĩ gì nói thế mà. Trong mặt là thấy khoái đấy. Thôi, có mua gì được không? Mua khăn không? Hay là mua giấy ướt thôi? Rồi à? Chắc chưa? Hả? Chắc chưa? Bây giờ đi nhá, ra ngoài nhá, thanh toán nhá. Chị ơi, em thanh toán chị ơi. Để anh trả cho. Em trả. Ờ thì em trả đi, lát anh trả cho nhá. Anh nhầm. Không, trả đi. Trả đi xong rồi lát anh trả tiền phòng cho. À nhờ, chắc lát anh trả tiền khác cho. Ok anh em, trước khi tiếp tục video anh em mình cho mình xin dây mình chơi game mình kiếm tiền đổ xong anh em nhé. Ở đây là con game cơ sở 8 anh em xem anh con game này có sự kiện gì đặc biệt nhé. Thì là số 7 hoàn trả chính thức bắt đầu này. Em hoàn trả thì mỗi đơn là chỉ từ 150k này. Thông thường nó phải lên đến 9 số anh em nhé. Anh em chú ý nó chỉ diễn ra lúc 23 giờ ngày 1 tháng 12 đến 23 giờ ngày 2 tháng 2 12 anh em nhé. Đấy thì các bạn làm chứng tham gia ngay nào. Đấy thì anh em chỉ ấn lại thôi. Anh em nhấn lại là sẽ được hoàn trả em nhé. Và chính là hoàn trả này. Thì anh em hoàn trả em lại nhé. Có chữ là thẻ cào, mua bay, Zalo bay, Viettel bay. Thì bên kia rất nhiều nhạc luôn và nạp lên. Chào hai cửa tiền anh em. Ok. Thì giờ mình sẽ chơi thử anh em mình giao diện như thế nào, đẹp đúng không? Cảm ơn công ty có giao diện hot nhất hiện nay anh em nhé, uy tín một chút anh em nhé. Ok thì giờ mình sẽ chơi thử lấy là mẫu anh em nhé, mình thích mẫu đi. Ok thì đây là rồi chính mình thích mẫu này anh em nhé. Thì giờ mình sẽ chơi thử anh em làm mẫu anh em nhé. Được rồi, 300 anh em nhé. Này mình sẽ lấy vào bạn không ăn không phải là 2-3 nghìn ok rồi nhé. Ăn nào. Đấy 3 là ngay đúng không anh em? Đây là anh em này. Ok, thì giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách đổi tiền ra ngoài nhá. Đây là ngồi trên góc bên trái màn hình này, sẽ được chuyển ra ấn vào. Ra một bảng anh em nên cách sử dụng cái này, mình bảng rút tiền trong 2 phút là có tiền anh em không đơn giản đâu. Đó thì anh em cần vào tài khoản thì mình sẽ để lên phần mô tả cũng như phần bình luận cho anh em nhé. Đây còn giờ mình tiếp tục video này. Ồ, mưa to thế. Ồ, đi rồi. Đố biết hôm nay anh đi xe gì? Anh đi xe màu đỏ. Anh xe màu đỏ. Đỏ. Ừ, lỏ có đi không? Không mang áo mưa không? Áo mưa nào thì sẵn trong ví. Anh nhập trong cốp. Nhờ mà anh quen nhờ. Trong cốp.
Sao áo mưa để ví được, áo mưa nó bé tí. À, xe xe đỏ có đi không? Đi à? Đang là chẳng mất tiền công để trừ luôn cái túi dưới ướt nãy mua nhỉ, đúng không? À, xe đỏ kìa, đi. Đi, 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 anh, đi, anh cứ đi thẳng đi. Rẽ trái. Rẽ trái, rẽ trái. Ờ, đi đi. Đấy, thẳng mặt kìa. Đâu? Đấy, thẳng mặt đây, xe đây. Xe đỏ xe này. Anh như mẹ em đi ô tô. Ừ, anh đi ô tô, xe màu đỏ, à, cũng là xe màu đỏ đi nữa. Đúng không? Anh nhiều xe. Ừ, chả nhà anh ngoài xe ra không có gì cả. Toàn xe là xe thôi. Ờ, thật ra nhánh dầu mà, nhưng mà thật ra là nhà anh là có bãi cái xe. Hay là khách nào mà gửi xe phát là anh cứ lấy chìa khóa anh đi thôi. Thế là nhà anh xe nào cũng có luôn. Đấy, tiện được. Anh trộm xe. Không phải trộm, anh có mượn hẳn hoi hàng hoàng mà trộm. Người ta gửi cho anh hẳn hoi hàng hoàng mà trộm. À đâu, anh ngồi im, người ta tự đến người ta gửi cho anh mà. Không phải anh trộm đâu, không phải trộm. Trộm là trộm thế nào. Đấy, lên đây xe nhà anh đấy, thoải mái đi. Nha. Thế lên xe anh đưa về nhá. Rồi. Chả mày khi đúng không? Ôi trời ơi, ấm không? Ở đây ấm không? Có. Ấm chứ đúng không? Ấm như thế này còn gì nữa? Nhà ấm cúng này thì mình phải làm cái gì cho ấm hơn nhỉ? Làm gì ấm hơn? Em muốn làm gì cho ấm hơn? À. Muốn nhận mã gen không? Đấy. Không. Ý là nhận mã gen của anh ấy. À. Là như nào? Là nhà, bố mẹ em bây giờ nhảy nhá, cho nhận dễ đi. Bố em có nhà không? Có chứ. Ừ, hay là để anh đi qua anh chào bố mẹ em rồi xong rồi kiểu gì bố mẹ em xong rồi anh để anh hỏi bố mẹ em xem bố mẹ em có muốn nhận mã gen của anh không? Ngủ hết rồi à? Ồ, thế thì bộ thế ha, anh ngồi cửa anh đợi cũng được. Đấy. Được không? Để làm gì? Thôi. Để cho bố mẹ em xem mã gen của anh. Tôi đứng yên đi, về em đi. Về à? Em hết pin rồi này, còn 7% này. Sạc của em đâu? Sạc vào, sao không sạc? Em không mang, anh có sạc không? Sạc em ở đâu? Em để đầu giường. Ừ, thế anh có sạc không á? À? Ừ. Anh nói là anh chẳng có sạc. Anh đi xuống cái sau thì sạc nào. Đâu? Xuống cái sau mới sạc được. Sạc được. Ừ, cứ xuống chắc đi rồi, rồi anh sạc cho. Em cần sạc pin đúng không? Vâng. Ờ thì xuống cái sau đi anh sạc cho. Nhưng mà làm gì có ổ cắm? Có. Ổ cắm đâu? Ổ cắm nào chẳng có, không em bị em không có ổ cắm làm sao em sạc được. Đúng không? Ừ. Máy của em có ổ cắm còn gì nữa. Nhưng mà nó không có dây. Có, anh có cả dây có cả củ luôn. Củ sạc. Ừ. Củ sạc chứ củ gì? Điện ở đâu mà cắm? Hả? Điện ở đâu mà cắm? Quanh đây nhiều điện lắm. Nhiều điện. Điện còn cả qua à, mã gen luôn. Đâu? Ừ. Mã gen luôn. Phải sạc mới biết là mã gen ở đâu chứ. Pin thì cần gì mã gen. Bình thường là em hay sạc pin ở giường hay sạc pin ở đâu? Sạc pin đầu giường. Đầu giường á? À? Thế hôm nay em muốn sạc pin ở giường hay sạc pin ở trên xe? Bây giờ em đâu có sự lựa chọn. Hả? À thế em muốn sạc pin ở trên xe thì ừ, thì thế thôi mình xuống cái sau để lấy sạc để sạc. Sạc xuống cái sau thì anh cho mượn sạc. Sạc đâu? Hả? Sạc đâu? Ờ cái sau. Cái sau không có ổ điện. Có. Có. Có ổ đây này, ổ đây này. Nhưng mà nó không có dây. Có dây mà. Dây đâu? Em không mang dây. Anh mà anh chỗ có dây. Anh có dây. Anh có cả củ sạc luôn. Dài sao mà cắm từ đây ra xuống đấy được? Được, dài lắm. Dài lắm. Sao lại sao? Không, em chê à? Không có cái dây nào dài như thế. À thế à? Không có dây nào dài thế á? Vâng. Thế thì toang. Hay là bây giờ thế là em thích không? Em thích thảo sạc ở trên xe thế chứ không thích sạc ở đầu giường cái gì? Sạc ở đầu giường làm sao mà sạc được? À, nhầm. Sao không sạc được? Không phải, ý là bây giờ sạc ở quanh giường cũng được nhưng nó nói là đầu giường. Chỉ có ở trên xe mới có sạc pin thôi. À ừ, nhưng trên xe sạc pin đúng không? Thế thôi để anh lấy sạc nhá. À, thế cởi ra, anh thế đưa đây, đưa vào đây sạc cho. Đây. Đây, sạc đây. Có dây sạc lù lù đây, không nhìn thấy. Ông dài phết nhỉ? Ừ, dài mà, nó bảo vừa dài vừa đen luôn. Đúng không? Vừa dài vừa đen luôn, còn to chứ. Đấy. Đúng không? Có sạc vào đúng. Đấy, nó có lên không? Ờ. Phải để máy mới lên chứ, bây giờ máy à, xây mạng ô tô nó chưa đề, nó sao lên được. Em nhìn này, này. Anh sạc phát này, đây.
Pin giờ xong pin à? Chưa. Từ tí màn hình nó lên được mới mới sạc. Đấy. Ấy chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn. Hả? Rồi. Sạc chưa? Khoái chưa? Trông mặt thấy khoái rồi đấy. Trông mặt thấy khoái rồi đấy. Rồi, đi đi. Nhưng mà hôm nay là mua cái này hết bao tiền nhỉ? Cái này này. Cái này. Ờ, hết bao tiền. Có 20.000 một gói. 20.000 một gói à? Thế chở em về đến nhà là... Nhưng mà chở từ đây về nhà em lại hết 25.000 cơ. Còn thừa 5.000 thì làm thế nào? Thừa 5.000 á? Thừa 5.000 á? Hay thiếu 5.000? Thừa. Thiếu 5.000. À ừ, thì em thiếu anh 5.000 thì làm thế nào? Thì em trả tiền. Trả tiền á? Nhưng mà anh không thích lấy tiền. Thích lấy cái gì? Anh thích lấy cái khác. Tôi không lấy tiền thì thích lấy cái gì thấy để sạc chẳng hạn. Sạc đây, đang sạc đây. Hay về nhà đi. Ô. Sáng đây mà mất thêm tiền để sạc pin cơ. À thế à? Anh nhanh đi. Hay là em có xem nhận được mã sen của anh không? Anh đỡ phải lấy tiền về, hiểu không? Coi như là anh cho em tiền sen lấy luôn. Nhưng mà em có cần đâu. Không cần. Người ta như thế này mà không cần. Em không cần. Không cần à? Em còn bé, em chưa cần. Em còn bé, anh chưa 18 à? 18 chưa? Anh lại thích những người dưới 18 cơ. Không cần ạ, hay là tí anh về anh chào bố mẹ em phát nhá. Bảo bố mẹ đi ngủ rồi má. À thế à? Thôi, thì đi nhá. Đi nhá. Đi nào. Đi đúng đường để về nhá. Đi sai đường thì sao? Hả? À, đi sai đường thì sao? Sai đường anh mất thêm tiền đấy. À thế ạ. Anh lại thích anh mất thêm tiền cơ. Thế mới khổ cơ. Ok, hết tiền. Đến nhà đấy em ạ. Nhanh chứ. Anh chỉ cần sạc 2 phút thôi là đủ rồi em ạ. Máy anh tính ra có sạc được 2 phút nhỉ? Anh chỉ cần 1 phút thôi là đủ rồi. Để pin á. Bây giờ em cần củ khác sạc không? Củ này nó không nhanh. Củ dây này nó bé này, nó bé. Tuy nó đen thôi nhưng mà nó bé. Tuy nó đen với cả nó dài nhưng mà nó bé lắm. Em có cần một cái củ mà nó to hơn, nó dài hơn, đen hơn để nó sạc không? Đi về thì sạc ở nhà chứ. Thế em bây giờ muốn sạc ở giường. Chứ không muốn sạc ở ô tô nữa. Đi về rồi đấy. Đi về thì có sạc ở trên giường mà. Thế muốn sạc trên giường à? Thế là muốn sạc trên giường đúng không? Chứ không muốn sạc ở xe nữa đúng không? Thì sạc trên giường. Nhầm, thì sạc ở nhà thì chỉ có thể trên giường thôi, chứ có ô tô. Thế á? Sạc bây giờ nhưng mà sạc ở trên xe tôi thích hơn. Nó kiểu nó lạ hơn. Nhưng mà về đến nhà rồi. À, về nhà rồi à? Ừ, nhanh quá. Nhanh quá. Ý là đi về nhanh nên là nhanh. Nó chưa đầy. À, thế à, thế chưa đầy à? Chưa đủ à? Chưa đủ đúng không? Thì nó đã đầy rồi thì về sạc tiếp mà. À, thế ạ. Về sạc tiếp à? Tham thế. Thì chưa đầy thì chẳng phải sạc. Mà tham. Tham gì? Không. Vì là sạc nhiều quá nó không tốt. Không nhưng tốt mà, cho cái dây sạc. Nhưng mà nó đã đầy đâu. Nó thì tốt cho cái máy nhưng mà nó không tốt cho dây sạc. Nó nóng sạc đấy, hiểu không? Đây là sạc khác, về nhà em là sạc khác. Về nhà em cũng có sạc khác luôn. Thì sạc của anh mà, thế còn sạc của em. Anh tưởng sạc của anh là sạc của em. Thế anh tưởng sạc của anh là sạc của em. Sạc về à? Ừ. Không, em không cần mang sạc về, em mang sạc khác về. Đâu? Sạc cầm theo tay. Gì? Thì sạc này sạc cầm tay. Không, nhưng mà sạc này nó không nhanh, với cả nó nhanh quá. Sạc bé quá. Vì có cái sạc đó nó lâu hơn, với cả nó to hơn. Thì lấy cái sạc nào? Sạc ở nhà em. Thấy à, không? Vẫn chọn quyết định lấy muốn sạc ở nhà. Đúng rồi. Không muốn sạc ở trên xe luôn. Đi về sạc đâu, anh cứ bảo em sạc trên xe, em không sạc trên xe nữa. Thế không sạc trên xe nữa? Không. Ừ. Thế sạc thì ai thế nhầm là cứ sạc lại. Đầu anh nghĩ nào nói thế, khoảng vốn từ nó hơi hạn hẹp. Ngày xưa anh đi học nó không được đến nơi trốn, thành ra là vốn từ của anh nó hơi hạn hẹp. Môn tiếng Việt anh thích học. Dạ. Anh nghỉ học. Môn tiếng Việt à? Nhưng mà không biết thôi. Kệ đi, cứ vốn đâu thì mình dùng đến đấy. Nhờ. Vốn từ có mà, vốn sẵn đi. Bố mẹ em giờ này ngủ thật à? Muộn rồi, bố mẹ anh ngủ chứ. Ừ,
Thế anh em về đây có sợ bố mẹ thấy không? Ừ đấy, anh đi về đi. Sao? Thấy sao? Thấy á? Thế thì anh càng là phải ở đây rồi. Đấy gì? Đây cho bố mẹ em thấy cái mã gen của anh. Sao thế cái mã gen của anh, mã gen của anh ở đâu em mà chẳng nhìn thấy? Bây giờ em muốn thấy thì em chỉ cần anh dắt anh vào gặp bố mẹ em phát. Đảm bảo luôn 2 phút sau bố mẹ em chấp nhận cái mã gen của anh luôn. Đảm bảo là mã gen của em, à nhầm của anh nó sẽ có trong người em luôn. À nhầm. Đây em sẽ thấy luôn. Không, bố mẹ em đi ngủ rồi. Thế à? Ừ. Bây giờ bố mẹ em sao dậy thì... Thế anh đợi được mà. Đâm mà nửa đêm đợi gì. Thôi không. Đi về đi. Về nhá. Sau nhớ gọi anh nhá. Còn thiếu 5.000 đấy. Còn thiếu 5.000 của anh đấy. Anh nói anh không cần tiền. Hả? Anh nói anh không cần tiền. Anh không có tiền làm sao được. Bây giờ xe thì xe mượn. Làm sao mà không cần tiền được. Bây giờ tí về phải trả xe đây này. Em không sạc nhanh à, em không sạc nhanh anh nhầm. Nhầm, em không sạc nhanh là sao không có cơ hội sạc ở đâu? Sạc cái gì, sạc xong rồi mà. Sạc không? Nhưng mà sao ghế sau đã sạc đâu? Ghế sau làm gì có gì mà sạc không mà. Có, ghế sau sạc đã nhầm sạc được. Nhầm. Vốn từ của anh nợ nó hơi ừ. Nợ đi. Nợ thật à, thật à, nợ thật à. Dạ. À ừ nợ. Thế sau nó thấy hôm sau sạc ở sau ghế sau nhá. À ừ. Anh cứ tưởng là em bảo cho nợ cái sạc. Hóa ra là nợ 5.000, tưởng nâng nợ sạc. Sạc là em đang nợ anh mà. Ừ, thôi không. Chơi em à không nói nữa. Sau nhớ nhá, nhớ gọi anh nhá, chơi nhá. À hôm sau đi chơi đi, hôm sau đi xem phim đi. Xem phim, xem phim. Anh muốn xem phim, có một phim hài cực. Xem không? Hôm sau đi xem phim nhá. Ok, bây giờ về nhá, hôm sau đi xem phim nhá. Ok, bye bye. Bye bye nhé. Ừ, bye bye nhé. Anh phải cẩn thận nhé. Ừ, mưa đấy cẩn thận nhá. Ừ. Cần áo mưa không? Anh có áo mưa không phí này? Anh đem. Anh đây mà, cần gì áo mưa. À ừ. Bye bye. Ừ, bye bye. Bye nhá.